Good morning, Vietnam, America. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả Vân Dữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Và quý vị có thể theo dõi chương trình này ở trên YouTube cũng như trên Facebook VNTV. Quý vị nhớ share cho mọi người cùng coi, rồi quý vị là bấm like nè, rồi thả tim cho chúng tôi cũng như comment vào cho chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý khán giả, sau đây là các cơ sở thương mại đã bảo trợ đặc biệt cho Good Morning Vietnam America. Gobanda được certified non-CMO và number one red rice. Gạo Banda có bán tại chợ Sài Gòn City Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Banda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda Rice number one. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909-576-1934. Xin chân thành cảm ơn quý cơ sở thương mại đã bảo trợ đặc biệt cho VNTV và kính mong quý khán giả nhớ ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Và tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi sáng ngày hôm nay. Dạ thưa bác. Vâng, bản tin số 6 của chúng tôi ngày hôm nay đó là Hoa Kỳ xác nhận có cơ sở nghiên cứu về sinh học phối hợp với Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ Victoria Nuland thừa nhận ở Ukraine có các cơ sở nghiên cứu sinh học, đồng thời nhấn mạnh Kiev và Washington hiện đang phối hợp cùng nhau để ngăn chặn những tài liệu lưu giữ ở đó không rơi vào trong tay của người Nga. Trong một cuộc điều trần tại Thượng viện ngày hôm kia, bà Nuland được hỏi liệu vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine hay không, thì bà này và trả lời như thế này, nguyên văn: Ukraine có các cơ sở nghiên cứu sinh học. Chúng tôi lo ngại rằng quân đội Nga có thể đang cố kiểm soát chúng. Vì vậy, chúng tôi đang phối hợp với phía Ukraine để ngăn chặn bất kỳ tài liệu nghiên cứu nào rơi vào tay Nga. Đây mới chỉ là một trong những cái bí mật giữa mối liên hệ giữa Ukraine và Hoa Kỳ cũng như NATO. Cho nên quý vị biết tại sao mà ông Tổng thống, ông cứ rên rỉ, ông cứ nói đóng cửa bầu trời hay là vũ khí, hãy cho chúng tôi gia nhập NATO hay là cho chúng tôi gia nhập EU v.v. Thì nó có những cái bí mật này đối với Hoa Kỳ. Dù bề mặt ở bên ngoài người ta vẫn cứ nói là không có cái quyền lợi, nhưng mà họ có những cái cơ sở như thế này. Cho nên là bây giờ nó mới lòi ra cái vụ mà nghiên cứu về sinh học. Mà cái này đó Trung Cộng nó ghét lắm. Tại vì bên Trung Cộng nó cũng chống đối với cái vụ này của nó, bị thế giới lên án. Cho nên cái bí mật này mà ra Thượng viện nói, nó lòi ra trên báo chí, thì bây giờ đó nổi cái chuyện cả Ukraine và Hoa Kỳ cố gắng để giữ những tài liệu bí mật này không bị lọt vào tay quân Nga. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gửi vũ khí để dân Ukraine giữ từng tấc đất, giữ cái an ninh, đừng có để thất thủ. Thất thủ là mất hết, là những cái tài liệu này vô tay nước Nga thì nó nguy hiểm vô cùng. Đây là công trình nghiên cứu về sinh học của sinh học là con virus này đã nghi là từ sinh học ra đó. Đó thì chúng ta nhìn thấy nó quan trọng lắm. Cho nên đây là một trong những cái tin dù lướt qua thôi, nhưng mà nếu đào sâu vào quý vị sẽ nhìn thấy nó rất là quan trọng với cái an ninh của Hoa Kỳ. Dạ, và kính thưa quý khán giả, tiếp đến là bản tin liên quan đến thống đốc Gavin Newsom. Ông muốn giảm thuế cho người dân California khi tiểu bang California đang đối mặt với giá xăng dầu cao nhất quốc gia. Thống đốc Gavin Newsom vào ngày hôm qua đang đệ trình một cái idea của mình là có thể giảm bớt một phần thuế cho người dân khi mà người dân của California đang phải trả tiền xăng cao nhất trong cả nước, nhất là khi mà chúng ta đã bắt đầu cắt cái khí đốt từ Nga thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Và tuyên bố của thống đốc Gavin Newsom thuộc đảng Dân Chủ trong bài thông điệp tiểu bang ngày tối ngày hôm qua đã được đưa ra khi người dân California đang đối mặt với tình trạng giá xăng dầu tăng khủng khiếp, trong khi trong toàn quốc giá xăng dầu đang ở mức là $4.17 cho một gallon thì California giá trung bình của chúng ta là
$5.44 cho một gallon. Cho nên là đây là cái giá rất là cao, cao nhất trong toàn quốc luôn. Không có tiểu bang nào cao như tiểu bang California. Chính vì như vậy mà ông Gavin Newsom đang đề xuất giảm thuế cho người dân để nhằm giảm áp lực. Và khi mà vào tháng Giêng của năm 2022 năm nay, ông Gavin Newsom đã đề xuất việc tạm ngưng cái việc là tự động tăng thuế khí đốt gây tranh cãi của tiểu bang đã được ban hành vào năm 2017. Để mà giúp có thêm tiền để giúp California sửa chữa lại các đường xá trên freeway, rồi cũng như là gia tăng cơ sở hạ tầng. Thì quý vị cũng biết cái này là chắc quý vị cũng đã tìm hiểu thêm, thì chúng ta đã bị tăng thuế và lấy cái tiền thuế thặng dư đó để mà trả cho phí cho các gọi là sửa chữa đường xá. Nhưng bây giờ ông Gavin Newsom muốn tạm dừng cái điều đó, nhưng không phải là chỉ có một điều đó mà thôi, và sẽ đi xa hơn. Cơ quan lập pháp của tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát có thể sẽ chấp nhận cái đề xuất của ông Gavin Newsom về việc giảm thuế cũng như tạm dừng gia tăng cái thuế khí đốt hàng năm của tiểu bang. Và tổng số tiền giảm mà người dân California được giảm trình thuế có thể nhận được sẽ phải được ông Gavin Newsom và các nhà lập pháp thương lượng để mà nó dựa vào cái việc ước tính thặng dư của năm 2022. Quý vị biết là tiểu bang California của chúng ta là một trong những tiểu bang rất giàu có. Mình phải khẳng định cái điều này. Chúng ta có số tiền thặng dư rất nhiều. Năm vừa qua, năm 2021, tiểu bang California có thể thặng dư lên đến $17 tỷ. Và cho nên là bây giờ đó, thì với số tiền thặng dư và bây giờ ước tính dự đoán số tiền thặng dư của năm nay như thế nào, dựa trên số tiền đó thì ông Gavin Newsom và các nhà lập pháp sẽ thương lượng để giảm thuế cho người dân California. Đây cũng là dĩ nhiên, đảng Dân Chủ thì luôn luôn làm những cái điều mà gọi là lấy tiền để đưa ra để mà lấy lòng, rồi kêu gọi cái sự ủng hộ của mọi người để lấy mà phiếu. Lấy phiếu, mình nói chính xác là lấy phiếu, dạ, để cho nó dễ chịu. Để cho quý vị biết là ông Newsom này ông khôn lắm, thủ đoạn chính trị lắm. Thật sự ra số tiền thặng dư mà ngân sách của California không phải là công của ông Newsom, mà công của ông Jerry Brown, tức là ông thống đốc hai ba lần làm thống đốc của Cali, mà lần cuối cùng ông làm thì cái đầu ông bắt đầu là không còn tóc nữa, tức là hồi già rồi. Nhưng mà ông là một người rất có tài, người dân Hoa Kỳ ở California, bố ông nó cũng làm thống đốc, và bố ông nó là ở Việt Nam mình kêu là dẫn thím nhập điền đó. Thì ông này đã ngành canh nông quan trọng nhất của Cali là canh nông, ông đã dẫn thủy nhập điền đi phía quê năm từ đây sang Nô Dê, con ngó bên tay phải đó, dạ, nó có những con kênh đào đó, dạ, đưa những thủy nhập đường, đó là tác phẩm của bố ông Jerry Brown, cũng là thống đốc tiểu bang này, dạ. Người dân nó ghi ơn ông giống như là ông thần nông của Việt Nam mình vậy đó. Cho nên thưa quý vị, cái dư thặng dư đó là thặng dư của ông Jerry Brown chứ không phải tài ông Newsom đâu. Ông Newsom này được thừa hưởng, có lợi dụng cái vị thế của đảng Dân Chủ kiểm soát thượng viện, hạ viện, thấy không? Kể cả thống đốc nữa làm không được chuyện gì thôi, thấy không? Bây giờ lâu lâu bỏ tí tiền ra để kiếm phiếu. Chuyện này rõ ràng là kiếm phiếu. Và tiếp theo đây là một bản tin liên quan đến cái chuyện mà hồi nãy tôi nói. Bây giờ đây là cái bản tin mà nếu như nghe đài VNTV hay là những người mà có khuynh hữu nói chuyện này, quý vị không tin. Bây giờ mình nghe một nước láng giềng, là chính nước láng giềng đó, viên chức cao cấp cũng như ông Tổng thống, ông Thủ tướng của nước Canada, tin số 7. Đầu tiên hết là Canada bực mình mà nói với ông Biden là tôi, tức là Canada đó, dư sức bù 3% xăng dầu cho Mỹ, cho ông sau công phần dầu Nga. Tại sao ông đi qua Georgia để làm gì mất mặt vậy? Ngay sau khi Tổng thống Biden loan báo công phần nhập cảng dầu của Nga, nhiều nhóm vận động hành lang của ngành dầu mỏ cũng như chính khách tại Canada đã vào cuộc chiến này. Họ kêu gọi các nước mua dầu của nước này thay cho dầu của Nga, trong đó có Hoa Kỳ. Canada là nước xuất cảng dầu mỏ lớn có hạn trên thế giới. Chỉ tính riêng ở tỉnh Alberta ở phía bắc nước này đã sản xuất đến 5,23 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm 2020. Các quốc gia hàng đầu xuất cảng dầu là Saudi Arabia, Iraq, Canada, USA và Na Uy, tức là Norway.
Canada có thể cung cấp cho Mỹ 1/3 lượng dầu mà nước này thường nhập cảng từ nước Nga sau lệnh cấm của chính quyền Biden. Giám đốc điều hành Mark Lido của Suncor Energy cho biết, ông phát biểu là nhiều giám đốc điều hành đã lên án ông Biden vì đã ngăn chặn việc xây dựng đường ống Keystone XL và họ cho rằng có thể đã giúp giảm giá dầu sau khi Nga tấn công Ukraine. Quý vị thấy không? Đâu có phải là riêng đài VNE, cô Mỹ Linh hay là anh giám sư Mai Gia Trí và chúng tôi lên án ông Biden về cái chuyện cái đường ống dẫn dầu này. Bây giờ tới Canada họ cũng lên án vì đấy là thật. Mà là một cái chuyện dư thừa. Tại vì rõ ràng tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Thực ra Keystone XL nó đã ready rồi. Tất cả cơ sở hạ tầng ở bên cạnh nó cũng đã được xây dựng rồi. Đùng một cái ông Biden lên, cắt mất của người ta. Dừng ngay đó là 10 người đi Nam Mỹ đi lại người ta. bây giờ tự nhiên đi qua Venezuela rồi xong đi qua Saudi Arabia rồi để năn nỉ Iran để giúp dầu. Cái chuyện vô lý trong khi là người hàng xóm ngay đó. Nước Mỹ là một trong năm nước sản xuất dầu hàng đầu của thế giới. Có lúc nhất là thời ông Trump dẫn đầu trên Ả Rập Saudi luôn, tức là có những lúc như vậy, tức là cái lượng mà sản xuất hàng ngày người ta căn cứ theo cái đó nhưng mà nằm ở trong top 2. Nhưng mà nước Mỹ lại không có gọi là xuất khẩu dầu ra thế giới mà gọi là quá nhiều đâu, giữ lại để làm nguồn dự trữ cho nước Mỹ là nhiều hơn, cho nên nước Mỹ có một nguồn dự trữ dầu rất là dồi dào. Cho nên quý vị biết là lần vừa rồi ông Biden sẵn sàng cung cấp cho thế giới 30 triệu thùng dầu để giúp đỡ, trong khi cả thế giới người ta ủng hộ 30 triệu, một mình Mỹ đàn anh 30 triệu, một mình Mỹ gánh nữa. Cho nên là cái này nó là cái không biết tại sao, có thể là ông Biden quê bác. Lần trước mình đóng cửa cái Keystone XL, không lẽ bây giờ mình kêu thôi anh mở cho tôi đi không? Quê, cho nên tự nhiên cái đi móc đối với Venezuela có thể là bị quê. Đến cái này đó là một cái tin mà tôi chỉ tóm lược một giây thôi cho quý vị biết đó. Là EU người ta tuyên bố là cuối năm nay người ta sẽ cắt 2/3 khí đốt lệ thuộc vào nước Nga. Không biết họ làm được không, nhưng mà họ có tuyên bố. Mình chưa biết họ làm sao, nhưng mà họ có tuyên bố như vậy. Trở lại cho cô Mỹ. Và tiếp đến, kính thưa quý khán giả, bản tin liên quan đến có một người leo núi đã tử vong và một người khác bị thương nặng sau khi mà họ đi trượt tuyết và đã bị tuyết lở, nhưng mà rất là khó khăn và đã trì hoãn ở nhiệm vụ cứu cấp. Một người đã chết và một người khác bị thương sau khi đã bị ngã tại hẻm núi Hood ở tiểu bang Oregon khi mà tuyết rơi dày và đã bị tuyết lở nữa. Cho nên cuối cùng thì rất là khó khăn. Họ đã bị rơi xuống khoảng 200 feet trong khu vực của hẻm núi Liho Courier, một con núi của núi Hút sau lúc 5 giờ chiều. Nhưng mà lúc này gió rất là mạnh, rồi tuyết rơi dày đặc và cũng như là có tuyết lở và gió có thể lên đến là khoảng chừng 50 miles một giờ. Cho nên là các máy bay rồi đội cứu cấp không cách nào có thể tới gần được họ hết. Quý vị biết từ 5 giờ chiều mà mãi đến 11 giờ 30 phút đêm hôm đó thì người ta mới tới được. Nhưng mà tới gần khu vực đó thôi thì không thể nào liên lạc với lại cái hai người đó nữa. Việc tìm, tại vì bây giờ trong đêm cái tầm nhìn của họ bị giới hạn, đèn pin rồi này kia không cách nào họ có thể nhìn được. Và cuối cùng đợi đến sáng ngày hôm sau thì họ mới tìm được hai người này. Kiểm tra thì một người đã bị tử vong rồi, còn người kia bị thương rất là nặng và đã được đi cứu cấp, chưa biết là tình trạng có tốt hay không. Và trong họ có tới 4 nhóm những người cứu cấp, tổng cộng tới 32 người để có thể cứu được hai người này. Nhưng mà thì quý vị biết là cũng do cái sự chậm trễ, tại vì gió rồi xong rồi bão tờ rồi tuyết rơi dày đặc rồi cũng như tuyết lở nữa thì khiến cho đội cứu cấp không tới kịp, và người kia thì đã tử vong, còn một người thì bị thương nặng thì không biết là tình trạng ổn định như thế nào. Nhưng mà chỉ có điều may mắn là một trong số họ đã dùng được cái cell phone, tức là cell phone lúc đó chưa có bị tắt, để mà gọi được 911. Và cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi những bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt. Good morning, Vietnam, America.